Kính thưa quý ông bà anh chị em rất thân mến, trong đêm vọng Giáng sinh này, với tâm trạng hân hoan, chuẩn bị đón mừng ngôi hài Thiên Chúa xuống thế làm người để cứu chuộc nhân loại, chúng ta cùng chuẩn bị tâm hồn để lắng nghe lời Chúa và cùng nhau chia sẻ những tâm tình trong bài tin mừng mà chúng ta sắp nghe. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Thời ấy, hoàng đế Augusto ra chiếu chỉ, truyền kiểm tra dân số trong khắp cả thiên hạ. Đây là cuộc kiểm tra đầu tiên được thực hiện thời ông Quirinio làm tổng trấn xứ Syria. Ai nấy đều phải về nguyên quán mà khai tên tuổi. Bởi thế, ông Giuse từ thành Nazareth miền Galilee lên thành vua David, tức là Bethlehem miền Jude, vì ông thuộc gia đình dòng tộc vua David. Ông lên đó khai tên cùng với người đã thành hôn với ông là bà Maria, lúc ấy đang có thai. Khi hai người đang ở đó thì bà Maria đã tới ngày mãn nguyệt khai hoa. Bà sinh con trai đầu lòng, lấy tã bọc con rồi đặt nằm trong máng cỏ, vì hai ông bà không tìm được chỗ trong nhà trọ. Trong vùng ấy có những người chăn chiên sống ngoài đồng và thức đêm canh giữ đàn vật. Bỗng sứ thần Chúa đứng bên họ và vinh quang của Chúa chiếu tỏa chung quanh, khiến họ kinh khiếp hãi hùng. Nhưng sứ thần bảo họ: "Anh em đừng sợ. Này, tôi báo cho anh em một tin mừng trọng đại, cũng là tin mừng cho toàn dân. Hôm nay một đấng cứu độ đã sinh ra cho anh em trong thành vua David. Người là đấng Kitô Đức Chúa. Anh em cứ giấu này mà nhận ra người. Anh em sẽ gặp thấy một trẻ sơ sinh bọc tã nằm trong máng cỏ." Bỗng có muôn vàn thiên binh hợp với sứ thần cất tiếng ngợi khen Thiên Chúa rằng: "Vinh quang Thiên Chúa trên trời, bình an dưới thế cho loài người Chúa thương." Anh chị em thân mến, đêm nay đêm thánh vô cùng, toàn thể giáo hội vui mừng cử hành mầu nhiệm Thiên Chúa xuống thế làm người. Niềm vui rạo rực, giáo dân tuôn đến thánh đường trong hân hoan. Chúng ta có lý do để vui mừng vì Chúa đến viếng thăm dân người, mang ơn cứu độ cho trần thế. Đây không phải là một nhắc nhở hay một kỷ niệm về biến cố đã xảy ra cách đây hơn 2.000 năm, nhưng đây là một biến cố lớn được hiện tại hóa. Đây là ngày chúng ta được thấy ánh sáng của Thiên Chúa chiếu soi nhân loại khốn cùng, chìm đắm trong tội lỗi. Đây cũng không phải là một chuyện hoang đường thần thoại, mà là một biến cố lịch sử đã được Thánh Luca định vị một cách rõ ràng trong lịch sử. Biến cố này xảy ra nhân cuộc kiểm tra dân số dưới thời vua Roma là Augusto. Hoàng đế Augusto, hoàng đế Roma trị vì từ năm 29 trước công nguyên đến năm 14, tên là Octavio. Ông đã cùng với ông Lepido và ông Antonio tạo nên tam đầu thể chế thứ hai vào năm 43 trước công nguyên. Ông Octavio nhận tước hoàng đế Augusto vào ngày 16 tháng Giêng năm 27 trước viện nguyên lão và dân. Cuộc kiểm tra đầu tiên được thiện thời ông Quirinio làm tổng trấn xứ Syria. Bà Elizabeth có thai được 6 tháng khi xảy ra biến cố truyền tin, và như thế bà Maria thụ thai được 6 tháng sau bà Elizabeth.
Thời điểm đó thuộc thời vua Herodê cả trị vì miền Giu-đê và Ga-li-lê từ năm 37 đến năm thứ 4 trước Công nguyên. Những dữ kiện đó cho thấy Đức Giê-xu sinh ra trong thời Herodê vào khoảng 2 năm trước khi vua băng hà, tức là vào năm thứ 6 trước Công nguyên. Còn theo lịch sử, ông Quirinio lại làm tổng trấn xứ Syri vào năm thứ 6 đến 7 hoặc sau đó. Như thế, khi muốn liên kết biến cố Đức Giê-xu sinh ra với sự kiện ông Giuse và bà Maria rời Nazareth đến ở Bethlehem khi người ra đời ở chương 2, câu 1 đến câu 2. Chắc tác giả Luca nghĩ tới một trong những biến cố nổi bật nhất trong lịch sử Palestine đã đánh động tâm trí người thời đó. Cuộc kiểm tra dân số dưới thời ông Quirinio vào những năm 6 đến 7 đi theo việc sáp nhập miền Giu-đê vào xứ Syri. Và chính nhờ cuộc kiểm tra này mà Chúa Giê-xu được sinh ra trong thành vua Đa-vít đúng như lời Kinh Thánh. Hôm nay, một đấng cứu độ đã sinh ra cho anh em trên trái đất này. Những thành viên trong gia đình có gặp được Ngài hay không? Hay vẫn còn cãi vã, sâu xé, tan nát, chia lìa? Hôm nay một đấng cứu độ đã sinh ra cho anh em trong cộng đoàn tập thể, nơi anh em hoạt động này. Cộng đoàn có gặp được Ngài hay không? Hay vẫn còn ganh đua, dẫm đạp, tranh giành quyền lợi, chèn ép lẫn nhau? Hôm nay một đấng cứu độ đã sinh ra cho anh em trong mỗi con người chúng tôi. Mỗi chúng tôi có gặp được Ngài hay không? Hay trong lòng vẫn bất ổn, nổi loạn, mưu đồ, gian ác, tính toán, vụ lợi? Hôm nay một đấng cứu độ đã sinh ra cho anh em vẫn phải nằm trong máng cỏ, ngoài cánh đồng, dành cho súc vật trong đêm đông lạnh giá. Cuối cùng, chỉ con người nghèo hèn, chân chất, mộc mạc, vất vả mới gặp được Ngài. Những tâm hồn quen tĩnh lặng, hồn nhiên, trong veo, đã nghe được muôn vàn thiên binh hợp với sứ thần cất tiếng ngợi khen Thiên Chúa rằng: vinh danh Thiên Chúa trên trời, bình an dưới thế cho loài người Chúa thương. Bao giờ chúng tôi mới nghe được cất tiếng ngợi khen này? Đến bao giờ chúng tôi mới nhận ra được loài người Chúa thương? Vì hai ông bà không tìm được chỗ trong nhà trọ, tức là trong tâm hồn của mỗi người chúng ta. Lễ Giáng sinh sẽ không đem lại gì cho chúng ta nếu chúng ta không gặp được Chúa Hải Nhi. Ngài luôn là Thiên Chúa ở cùng chúng ta. Nhưng muốn gặp Ngài và ở cùng Ngài hay không là do mỗi người chúng ta có muốn gặp Ngài hay không. Amen. Xin chúc quý ông bà anh chị em luôn luôn có được Chúa hài đồng ngự ở trong tâm hồn của mình, và luôn luôn để cho Chúa hài đồng lớn lên trong tâm hồn của quý ông bà anh chị em.